Từng được hứa hẹn sẽ là dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất Nghệ An, góp phần thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng chú trọng vào dịch vụ, đưa thương hiệu du lịch Nghệ An đến với đông đảo khách du lịch trong và quốc tế. Thế nhưng mới đây, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã ký thông báo hủy bỏ dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc của tập đoàn FLC với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 16.000 tỷ đồng. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tiến hành họp để cho ý kiến hủy bỏ kết luận của tỉnh ủy Nghệ An về chủ trương đầu tư dự án của tập đoàn FLC tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc. Tại cuộc họp này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã thống nhất dừng thực hiện dự án trên theo như đề xuất của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời, giao Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An lãnh đạo thực hiện các bước tiếp theo, bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. Trước đó, vào năm 2017, công ty cổ phần tập đoàn FLC đã có tờ trình gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề xuất dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, vui chơi giải trí tại xã Nghi Tiến với quy mô diện tích là 460 ha, tổng mức đầu tư là 16.009 tỷ đồng. Để dự án được triển khai, tập đoàn FLC đề nghị tỉnh Nghệ An hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong năm 2018. Chủ đầu tư cam kết thi công hoàn thành toàn bộ quần thể dự án vào cuối năm 2021. Tuy nhiên đến nay, dự án này vẫn nằm trên giấy. Bên cạnh đó, hiện nay đề xuất dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc không còn phù hợp với điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam đến năm 2040 đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, đây được xem là quyết định hợp lý được đông đảo người dân ghi nhận, với việc khai tử này sẽ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư khác có năng lực thực sự vào cuộc.